Thưa quý vị, ngày vía thần tài thì chuẩn bị những thứ này trên ban thờ thần tài. Sáng sớm tiền vô như nước, tối đến ngồi không đếm tiền. Vâng, xin được hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh thông tin Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý anh chị thân mến, theo quan niệm dân gian ta thì may mắn giàu có không tự nhiên mà đến, nó là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, theo văn hóa tâm linh thì sự giàu có ấy cũng góp phần không nhỏ từ việc thờ cúng các vị thần linh. Đặc biệt, đó là thần tài, vị thần mang đến may mắn và tài lộc trong kinh doanh, buôn bán, giúp cho chúng ta có cơ hội giàu sang đổi đời. Và theo đó thì ngày vía thần tài là ngày vô cùng quan trọng trong năm. Tuy nhiên, ngày vía thần tài này cần phải chuẩn bị những gì và cũng cần phải lưu ý điều gì để may mắn luôn dồi dào và gia tăng tài lộc cho gia chủ thì ít ai trong chúng ta hiểu và nắm rõ được chi tiết. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ cùng với quý anh chị và các bạn chúng ta tìm hiểu về vấn đề này nhé. Xin mời quý vị cùng lắng nghe để có thể nắm thông tin. Quý vị thân mến, dân gian xưa tương truyền khá nhiều câu chuyện về thần tài gõ cửa đem đến may mắn và tài lộc. Ví như câu chuyện từ thửa xa xưa, có một người lái buôn Trung Hoa tên là Ông Minh. Khi đi qua hồ Thanh Thảo thì tình cờ gặp thủy thần, được thủy thần tặng cho một người gia nhân tên là Như Nguyệt. Ông Minh đem Như Nguyệt về nhà nuôi ở trong nhà, từ đó công việc làm ăn của ông Minh mỗi ngày một phát đạt. Trong một ngày Tết, vì một lý do nào đó, ông Minh đánh Như Nguyệt. Như Nguyệt sợ hãi bèn chui vào đống rác và biến mất, từ đó ông Minh làm ăn thua lỗ chẳng mấy chốc, nghèo xác, nghèo sơ. Người ta bảo Như Nguyệt là thần tài và lập bàn thờ Như Nguyệt, và cũng chính vì thế mà bàn thờ thần tài thường được nằm ở một góc khuất trong nhà. Theo điển tích này, trong 3 ngày Tết có tục kiêng quét nhà, hốt rác vì sợ làm mất thần tài ẩn trong đống rác. Một sự tích khác lại kể rằng, thần tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng phương Đông, chuyên quản thúc tài phúc của thiên hạ. Cho đến nay, giai thoại về ngày vía thần tài vẫn được lưu truyền như là một câu chuyện đậm chất dân gian. Chuyện kể rằng trong một lần đi chơi uống rượu say, thần tài say quá nên rơi xuống trần gian, đầu va vào đá nằm mê mệt không biết gì. Đến khi tỉnh dậy thì quần áo bị lột sạch, mất trí nhớ, không còn biết mình là ai. Thần tài đi lang thang xin ăn khắp nơi. May thay, khi thần tài đi xin ăn thì được một cửa hàng bán gà vịt quay mời thần tài ăn, từ đó cửa hàng này đông nghịt khách hàng. Xong một thời gian sau, cửa hàng đó làm ăn sa sút vắng khách do chủ nhà thấy thần tài không làm ăn gì, ăn bốc cho nên không cho ở nữa. Nhiều người kinh doanh khác biết chuyện, dành mời thần tài về quán của mình. Theo đó, cửa hàng nào có thần tài vào ăn thì cửa hàng đó khách kéo đến đườm đượp, vậy nên mới có câu thần tài gõ cửa. Để tưởng nhớ, người ta lựa chọn ngày vía thần tài là ngày thần tài bay về trời, tức có nghĩa là ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch hàng năm. Cũng theo tín ngưỡng dân gian, cứ vào ngày vía thần tài, mọi người lại đi sắm lễ vật để cúng lấy vía thần tài, cầu xin làm ăn thuận lợi phát đạt trong năm mới. Trong đó mua vàng với mong muốn buôn may bán đắt là một trong những phong tục không thể thiếu, bởi vàng tượng trưng cho sự giàu sang và phú quý. Dù sự tích về ngày vía thần tài đang gây nhiều tranh cãi khi mà một số chuyên gia cho rằng đây là câu chuyện được giới buôn vàng dựng lên nhằm mục đích bán vàng thu lợi nhuận, song với nhiều người tin rằng mua vàng trong ngày vía thần tài là cất vàng trong két, trong ví hoặc là để những nơi gần gũi với gia chủ thì sẽ mang lại tài lộc sung túc cho cả năm. Bởi vàng không chỉ mua để cầu may mà trong tâm lý thói quen của người Việt thì vàng vẫn được coi là kênh đầu tư và giữ tiền an toàn nhất. Nhiều gia đình luôn sở hữu một vài chỉ vàng để phòng khi cần chi tiêu. Vậy trong ngày vía thần tài, việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là gì? Lau dọn, chuẩn bị đồ cúng là những việc nên làm đầu tiên trong ngày vía thần tài. Do đó mọi người hãy bắt đầu chào đón thần tài bằng cách lau dọn, chùi rửa sạch sẽ và cẩn thận. Điều này sẽ giúp cho không gian thờ thần tài thổ địa được trang nghiêm hơn. Bên cạnh đó, bạn cần phải thực hiện thanh tẩy tượng thần tài ông địa. Nên chú ý tiến hành bằng rượu trắng nguyên chất pha với gừng hoặc có thể là thay thế bằng lá bưởi tùy điều kiện. Bước thứ hai của những việc nên làm trong ngày vía thần tài đó là chuẩn bị đồ cúng, bao gồm hoa, quả, nước, đèn nhang và mâm lễ vật. Tất cả mọi thứ đều phải được chọn lựa chu đáo. Phải chuẩn bị hoa tươi, đẹp, không bị héo úa, quả thì phải là quả vừa chín, không sống cũng không dập nát, thường là chuối, táo, lê, bưởi, quýt. Nước phải là nước trong, thanh khiết, có thể cúng bằng nước trắng, nước trà, rượu trắng. Về mâm lễ vật, cúng vía thần tài cũng sẽ cúng đồ mặn, do đó chuẩn bị tôm luộc, thịt kho, thịt quay, trứng luộc như bình thường.
Theo quan niệm xa xưa, ngày vía thần tài, ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch vô cùng quan trọng với giới doanh nhân và thương nhân. Đây là dịp để họ bày tỏ lòng biết ơn thần tài đã phù hộ cho cả năm may mắn. Lấy vía thần tài để phù hộ cho gia đình một năm làm ăn sung túc. Để chào mừng ngày vía thần tài, người dân thường đi mua vàng để mong được may mắn tài lộc trong năm mới. Bên cạnh đó, hành động mua vàng đầu năm cũng được coi là một hình thức tiết kiệm của người Việt Nam, bởi theo thói quen của người Việt, vàng chính là kênh đầu tư giữ tiền an toàn nhất mà mỗi gia đình trước kia thường có một vài chỉ vàng trong nhà để phòng khi cần thiết. Nhiều người quan niệm, đi mua vàng vào ngày này, dù ít hay nhiều, người mua sẽ gặp được may mắn về đường tài lộc trong suốt cả năm. Thời gian gần đây, không chỉ người kinh doanh mà thậm chí cả dân văn phòng, người lao động cũng chen chân xếp hàng để mua vàng cầu may mắn phát tài. Vậy khi mua vàng vào ngày vía thần tài thì cần phải lưu ý điều gì để may mắn tài lộc và tránh gặp những rủi ro? Theo các chuyên gia, khi đi mua vàng vào ngày vía thần tài nên chọn cửa hàng vàng có uy tín, đảm bảo chất lượng. Khách nên mua nhẫn tròn 0,5 đến 2 chỉ, chọn loại ép vỉ để thuận tiện sau này đi bán sẽ không bị mất giá. Nếu mua vàng để cầu may và đeo như một vật phẩm hộ mệnh thì nên mua các sản phẩm hợp tuổi hợp mệnh. Trường hợp mua vàng để bán không bị lỗ, mua vàng nhẫn tròn trơn hoặc là vàng miếng. Khi mua nhẫn tròn trơn, bạn sẽ thấy tuổi vàng được khắc bên trong của nhẫn để khách dễ nhận biết. Do đó, khi mua vàng cần phải chú ý, tuổi vàng đúng chuẩn mặt bên trong của nhẫn sẽ có khắc số 999.9, còn nếu vàng non chưa đủ tuổi, mặt bên trong sẽ khắc 999.0. Loại vàng này thường có giá thấp hơn giá vàng 999.9. Ngoài ra, mua vàng trong ngày vía thần tài, đừng quên lấy hóa đơn đầy đủ vì nó là giấy tờ chứng thực giao dịch của khách hàng với cửa hàng. Quý vị thân mến, thần tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng phương Đông, chuyên trông coi tiền tài vàng bạc cho gia chủ. Và theo quan niệm xa xưa thì ngày mùng 10 tháng Giêng có nghĩa là ngày thần tài bay về trời, được chọn là ngày vía thần tài. Trong những ngày này thì nhiều người đã nô nức sửa soạn mâm cúng thần tài để cầu may mắn cho cả năm. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách cúng như thế nào để không phạm phải những điều cấm kỵ. Và dưới đây sẽ là những gợi ý để bạn có thể sửa soạn mâm cúng thần tài đúng cách nhất. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bàn thờ thần tài là một chiếc khảm nhỏ sơn son thiếp vàng. Bên trong khảm là bài vị thần tài. Trước bài vị thần tài là bát hương kê trên một khay vàng giấy. Hai bên bát hương là hai cây đèn nhỏ, một khay nước gồm có 3 cốc nước và 2 chén rượu. Trên bàn thờ có thể đốt 3 nén nhang hướng vào hướng Tây. Hướng đặt bàn thờ thần tài thường để ở chân cầu thang hoặc là gầm cầu thang mà không cần phải theo hướng gì. Bàn thờ thông thường sẽ được sắp đặt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Trước khi cúng thần tài, bạn nên lau dọn bàn thờ thần tài cẩn thận. Cần phải tẩy trần bằng nước lá bưởi hay là dùng một cái thau sạch sẽ chỉ chuyên dùng tắm rửa tẩy uế, đổ nước sạch, pha một ít rượu trắng để tắm rửa cho cả thần tài và ông địa, tiếp đó lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ thoáng đãng bàn thờ của hai ông. Thứ hai, đó là đồ lễ cúng thần tài. Ngày vía thần tài, đồ lễ bao gồm một lọ hoa, một con tôm, một con cá lóc nướng, một con cua, một miếng heo quay, một bộ giấy tiền vàng mã, một đĩa ngũ quả, một chum rượu để lấy vía thần tài, cầu xin cho năm mới làm ăn phát đạt. Ngày vía thần tài chính là ngày thần tài bay về trời, ngày mùng 10 tháng Giêng. Mọi người vẫn chọn ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng để cúng thần tài, cầu xin cho may mắn về tài lộc trong tháng đó. Đồ cúng thường là các món ăn ngon như heo quay, vịt quay, gà sống luộc ngậm hoa hồng để nguyên đội tạng, hoa quả, nước sạch. Dân gian truyền miệng thần tài rất thích món cua biển và heo quay, bánh bao nhân thịt trứng và chuối chín vàng. Thường ngày nên đốt nhang mỗi sáng từ 6 đến 7 giờ và chiều tối từ 18 đến 19 giờ, mỗi lần đốt 5 cây nhang. Thay nước uống cho thần tài mỗi khi đốt nhang, thay nước trong lọ hoa và chưng thờ nải chuối chín vàng có hương thơm và nên để tránh các con vật như là chó mèo quậy phá, làm ô uế bàn thờ thần tài. Hàng tháng thường lau chùi bàn thờ thần tài thổ địa chỉ vào ngày cuối tháng, không nên lau dọn một cách ngẫu hứng. Nước lau rửa là nước ngũ vị hương đun sôi từ 5 loại hương liệu bao gồm hồi khô, quế khô, hương nhu, lá xả, lá mùi hoặc lá bưởi. Không nên lau rửa bàn thờ bằng rượu gừng, nếu bàn thờ bằng gỗ thì sẽ làm hỏng bàn thờ. Riêng hoa cúng thần tài, không nên dùng hoa giả, cần phải mua hoa tươi, có nụ, có hương thơm càng tốt. Quả cũng không nên dùng quả nhựa, quả nhân tạo bởi vì không ăn được nên cúng thần tài bằng quả tươi ngon, người ta thường dùng táo, lê, chuối, cam để cúng. Ngoài ra dân gian còn có tục mua vàng đặt lên trên bàn thờ lúc cúng để xin lộc thần tài. Cúng xong, mang trên người sẽ được may mắn quanh năm, gia chủ làm ăn, buôn may bán đắt.
Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải chú ý đến những điều không nên làm khi mà cúng thần tài, đó là không được ăn mặc luộm thuộm, không được mặc đồ rách khi cúng, không nói tục chửi bậy trước và sau khi cúng. Lộc sau khi cúng xong chỉ cho người trong nhà mà không được mang cho người ngoài. Khi thờ cúng, nên dùng nến hoặc đèn dầu, không nên dùng đèn nhấp nháy, vì bóng điện có đèn nhấp nháy tạo ra trường khí xấu, làm ảnh hưởng không tốt đến việc thờ cúng. Ngoài ra, gia chủ cần phải giữ vệ sinh sạch sẽ bàn thờ, không được để bàn thờ thần tài bụi bẩn. Theo quan niệm của cha ông, tượng thần tài phải luôn được giữ sạch sẽ và khô thoáng để thể hiện tấm lòng thành kính. Mỗi gia đình cần phải có một chiếc khăn sạch để dùng, lau riêng cho tượng thần tài. Khi làm lễ, cúng thần tài thì phải ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, đúng mực, không nên mặc đồ rách, hở hang, thể hiện tấm lòng thành kính. Đồng thời, tuyệt đối kiêng kỵ việc nói tục chửi bậy trước và trong cũng như là sau khi hành lễ. Bàn thờ thần tài không được đặt ở trước cửa phòng tắm hay gần khu vực để thùng rác hay nhà vệ sinh hay là quần áo nữ. Điều đó đồng nghĩa với việc làm ô uế vấy bẩn lên các vị thần. Nơi đặt bàn thờ ông địa và thần tài phải luôn sạch sẽ, thoáng đãng. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của Phong Thủy Gia Cát. Hy vọng rằng qua những thông tin vừa rồi thì quý anh chị đã biết rằng là mình nên chuẩn bị và lưu ý những điều gì trong ngày vía thần tài để có được may mắn tài lộc trong kinh doanh trong cả năm, cho con đường quan lộ của mình hanh thông thuận lợi hơn. Mọi thông tin chi tiết và thắc mắc thì quý khán giả hãy liên hệ ngay tới số hotline của chúng tôi để được thầy Gia Cát cùng với đội ngũ trợ lý của thầy giải đáp cho quý vị. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát. Xin mến chào.